review phim Ác Quỷ Master The Nun 2. Đây là Lắc nha, Lắc chính hiệu với Cung Ba Thông đâu. Lắc nó hỏi tao là để nó trên kệ hoài, nay phải cho nó đi coi phim nó đóng. Trước khi chiếu phim là có mấy mẹ master, mẹ vô mẹ đi vòng vòng tạo cảm giác ghê sợ thôi, mà thật sự là màn này nó còn ghê hơn cái phim nữa. Review phim The Nun 2 Ác Quỷ Master mình mới coi xong. Nếu mà mọi người hay coi livestream của mình thì mình thường đưa ra dự đoán về phim này. Mình dự đoán sao phim nó còn vậy. Kết cấu của nó cũng không khác gì phần 1 hết. Bao nhiêu những cái tinh hoa của James Wan đã tạo dựng cho vũ trụ The Conjuring thì cũng được ứng dụng vô đây hết. Nhưng mà không có tận dụng hết được những yếu tố tâm linh ở trong bộ phim. Những cái trò hù dọa trong phim cũng có thể hù được những người yếu bóng vía. Nhưng mà với những người mà vía mạnh mặt chai mài đá như mình thì thôi nha. Mình nhìn Valak mình cứ thấy nó tội, nó trở thành trò đùa của mọi người nhiều quá. Đầu phim kinh dị, nhưng mà khúc nửa sau thì cảm giác như đang coi phim hài vậy á. Tiếng cười trong sự sợ hãi, nhưng mà mình không thấy nó sợ, mà mình thấy là mắc cười nhiều hơn thôi à. Cách dẫn chuyện thì y chang như phần 1 và nó bị trì. Dành quá nhiều thời gian để giải thích nguồn gốc của quỷ dữ, sức mạnh và cái mục đích của con quỷ này là gì. Nhưng mà cách để đưa ra những cái giả thuyết và phán đoán của nhân vật nặng tính sắp xếp. Ví dụ như bà này đi tìm một người đúng không, mà để tìm người đó là phải có manh mối, mà manh mối tìm đâu? Tìm ở những chỗ mà ai cũng thể nghĩ tới được, đó là một cái thư viện có một cái ông hiểu biết hết mọi thứ sắp xếp theo điểm A, điểm B, điểm C, không có gì bất ngờ, làm cho mạch truyện chậm trễ hơn. Phần hù dọa nó không thật sự mới mẻ lắm, mấy cái chiêu, mấy cái trick đó xài hoài à. Bạn đạo diễn Michael Chavez nè, bạn làm từ Mẹ Ma Than Khóc, La Llorona, The Conjuring 3 cho tới cái này á, bạn cũng không rút ra được một cái bài học gì làm hai bộ phim kia hết trơn á. Cứ một kiểu làm như vậy, con ma nào bạn cũng khắc họa y chang vậy. Nữ diễn viên da màu Storm Reid trong Missing ra mắt hồi đầu năm cũng góp mặt vào một vai trong The Nun 2. Nhưng vai này cho vô thì tôi thấy giống như để tấu hài thôi, chứ cũng không đóng góp gì nhiều lắm vào mạch truyện chính. Không có nhân vật này, câu chuyện vẫn diễn biến như vậy và kết cũng như vậy. Chỉ là cổ vô một cái thì cổ tạo thêm tiếng cười, tạo thêm những mảng biến hài hơi duyên. Phim này xem giải trí đã ok, có vui buồn, tức giận và cười nhiều. Càng ngày tao càng tội mấy con ma con quỷ trong phim hơn á, vì cứ bị đem ra xài hoài nhưng mà không cho nó một sức mạnh bá đạo thật sự. Để xem phần 2 mà để hiểu các nhân vật á thì tốt nhất là hãy ôm lại phần 1 trước khi đi xem. Về diễn xuất thì lại khá ok. Nữ chính Taysa Farmiga là em của bà Vega Farmiga đóng là Lauren trong The Conjuring á. Ai mà thích đi du lịch châu Âu sẽ thích cái phim này, quay khá là đẹp với nhiều địa điểm ở châu Âu. Còn lại thì phim vẫn bị nặng tính giáo lý. Rồi vậy ha, hết review rồi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Nếu mọi người thích video này hãy cho Phúc một like và nhớ bấm theo dõi kênh của Phúc để xem những video review phim chiếu rạp tiếp theo nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Nói hết rồi đúng không? Đâu còn gì đâu nói.